chào quý vị và các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại Việt đang ở ngã tư Khuất Duy Tiến và Nguyễn Trãi quý vị và các bạn. Xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin về dịch Covid tại thủ đô Hà Nội. Theo báo Vietnam Food, ngày 4 tháng 3, Hà Nội thêm 21.396 ca mắc Covid. Wow, so với hôm qua thì hôm nay thủ đô Hà Nội tăng rất nhiều quý vị và các bạn. Tăng gần 3.000 ca. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như quận Nam Từ Liêm 1.117 ca, Mê Linh 1.046 ca, Thanh Trì 1.023 ca và Thanh Xuân 944 ca quý vị và các bạn. Quốc Oai 870 ca. Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18 giờ ngày 3 tháng 3 đến 18 giờ ngày 4 tháng 3, thành phố ghi nhận 21.396 ca mắc Covid. Trong đó có 8.870 ca cộng đồng. Wow, hôm nay thủ đô Hà Nội các ca lại tăng quý vị và các bạn. Và bây giờ là 7 giờ 26 phút. Đây quý vị và các bạn, 7 giờ 26 phút ngày 4 tháng 3, 7 giờ tối, Việt gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh từ tuyến phố Nguyễn Trãi lên đến Ba Đình, lên đến quảng trường Ba Đình. Việt sẽ mời quý vị và các bạn đi cảm nhận cuộc sống cũng như là sinh hoạt vào buổi tối tại tuyến đường Nguyễn Trãi lên đến Ba Đình. Đường Nguyễn Trãi luôn nhộn nhịp các phương tiện di chuyển quý vị và các bạn. Các cửa hàng kinh doanh hiện thấy cũng chậm. Luôn nhộn nhịp qua lại. Quý vị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Quý vị nhấn vào chuông và quý vị chọn bấm rung chuông thì Việt xuất bản về những hình ảnh về thủ đô Hà Nội, quý vị là người đầu tiên nhận được. Đây bên đấy có anh bán xôi, bánh mì ba tê, trứng xúc xích. Nhưng không có khách quý vị và các bạn. À, trước màn hình quý vị và các bạn là một chị bán bánh chuối An Giang. Thấy cũng không có khách.
biết bao giờ dịch mới ngưng để cho cuộc sống người dân thủ đô Hà Nội trở lại bình thường. Mặc dù thành phố Hà Nội cũng tiêm cho người dân 2 mũi, 3 mũi, như Việt đã tiêm 3 mũi rồi quý vị và các bạn. Nên là khi mà bị thì cũng nhẹ hơn. Nhưng mà khi mà dịch hết thì mới trở lại cuộc sống bình thường. Các công việc kinh doanh buôn bán thì mới nhộn nhịp được. Còn bây giờ ví dụ như Việt đi ra đường thì Việt luôn luôn giữ khoảng cách, Việt cũng không tiếp xúc gần. Vì kể cả tiêm 3 mũi như người anh của Việt thì tiêm 3 mũi rồi vẫn bị. Dịch này cũng rất nguy hiểm. Quý vị và các bạn là một nhà hàng Thượng Hải, để thấy đông khách quý vị, tốt, tín hiệu rất là vui. Trên đường Nguyễn Trãi như quý vị và các bạn thấy là tuyến tàu điện trên cao đưa quý vị và các bạn từ Hà Đông lên tới Cát Linh. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán, Việt thấy một số cửa hàng đóng cửa, một lác đác một vài cửa hàng mở cửa nhưng cũng không có người mua quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn là ngã tư Sở, Việt sẽ đi lên trên cây cầu vượt bắc ngang qua đường Náng và Trường Chinh gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh. Còn bên tay trái của Việt là cổng của khu đô thị Royal City. Bắt đầu đường lên cầu vượt là sông Tô Lịch quý vị và các bạn. Để thấy các cửa hàng bán đồ ăn đồ uống hầu như không có khách.
và các bạn là đường Trường Chinh. Đường Trường Chinh thời điểm này thì đến thấy cũng vắng các phương tiện di chuyển. Các hàng quán mình thấy là đóng cửa gần hết, nát nát. Xa xa mới có một quán mở cửa hàng, quý vị và các bạn. Anh đang đi dọn rác. Và chúc mừng quý vị và các bạn là cây cầu vượt Tây Sơn. Cầu vượt bắc ngang qua ngã tư Tây Sơn và chùa Bộc cũng như là Thái Hà, quý vị và các bạn. Để thấy ở trên tuyến phố chùa Bộc hàng loạt các cửa hàng cũng không có người kinh doanh. Thường tuyến phố chùa Bộc các cửa hàng kinh doanh buôn bán thời trang mở cửa hàng đến 10 giờ, hầu như 10 giờ tối mới đóng cửa. Nhưng mà do dịch Covid nên là nhiều cửa hàng cũng đã nghỉ kinh doanh rồi. Trên đoạn này đến phố Tây Sơn mình thấy 5 cửa hàng thì mở cửa được 1 cửa hàng. Đến phố Tây Sơn Nguyễn Đức Bằng và Tôn Đức Thắng là một trong những đường phố mà nếu vào những ngày không có dịch, những ngày bình thường luôn sáng rực ánh đèn, quý vị và các bạn. Nhưng mà dịch đang ghé thủ đô Hà Nội phát triển rất mạnh thì Việt thấy hầu như các cửa hàng đều không tồn tại được. Kinh doanh buôn bán vắng khách, không ai mua bán gì trừ các cửa hàng thực phẩm và cửa hàng thuốc, quý vị và các bạn.
hàng quần áo giảm giá hết mức. Chúc mừng quý vị và các bạn là đường vào bệnh viện Đống Đa. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã 6 xã Đàn, Ô Chợ Dừa, Khâm Thiên, Đê La Thành và tuyến phố Nguyễn Lương Bằng cũng như là Tôn Đức Thắng quý vị và các bạn. Tới tuyến phố Tôn Đức Thắng rồi quý vị và các bạn. Đây cửa hàng còn tồn tại được sale 70%. Chủ cửa hàng ngồi ở trong cửa hàng nhìn ra đợi khách, đợi mãi mà chưa thấy khách quý vị và các bạn. Đoạn này thì phải thấy nhiều cửa hàng đóng cửa hơn. Càng lên đến phố cổ, càng lên đến quảng trường Ba Đình thì phải thấy các cửa hàng thuê cũng đắt hơn. Nên là
nhiều hộ kinh doanh không chịu nổi nhiệt, quý vị và các bạn. Loạt các cửa hàng đóng cửa. Càng lên tới Ba Đình thì càng vắng người kinh doanh buôn bán, quý vị và các bạn. Ở đây có chị đi bán hàng ăn vặt. Và trước màn hình quý vị và các bạn chính là ngã tư Cát Linh, Quốc Tử Giám và phố Tôn Đức Thắng. Ở bên đường thì thấy hàng loạt các cửa hàng. Đây là cửa hàng bán nước không có khách. Có dịch thì đi qua tuyến phố này cực kỳ thích quý vị và các bạn. Cảnh người nhộn nhịp mua quần áo cũng như là mua cho mình những món đồ. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã tư Nguyễn Thái Học và Tôn Đức Thắng, Chu Văn An. Sang tuyến phố Chu Văn An xong tới trước quảng trường Ba Đình, Việt sẽ dừng clip. Bệnh viện Sanh Pôn vào buổi tối đóng cửa quý vị và các bạn.
cấm vào. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã tư Chu Văn An và tuyến phố Trần Phú. Đường Chu Văn An thì rất nhiều các cơ quan ban ngành của nhà nước, nên là khu đây không khí tuyệt vời quý vị và các bạn. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã ba Chu Văn An và Điện Biên Phủ. Việt đã tới trước quảng trường Ba Đình. Việt cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Việt đi một vòng từ ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi lên đến quảng trường Ba Đình. Chúc quý vị sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới của Việt. Trước quảng trường Ba Đình là những chậu hoa rất đẹp. Hôm nay có một số vị đi dạo. Dừng clip ở đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới của Việt.